À đây, ngô đây. Ok. Hôm nay quay một nô một tí. Nô đẹp dai một tí. Đợt này nô đợt này cho con, đợt này nô không có cho con. Đợt này toàn cho con của thằng Lucky thôi, bên thằng Mavi. Đợt này không phải là đợt của nô. À, ngồi xuống này. Ngồi quay mông lại, quay mặt lại đằng kia. Mọi người thấy nô đẹp dai không? Nào, quay mông lại. Để. Ok, quay mặt lại đằng kia kìa. Anh quay video từ máy quay nó ở đằng kia mà. Ngồi xuống. Đúng rồi. Ngồi xuống mày lắm. Nô bây giờ chắc phải 6 mấy cân. 62, 63 cân. Đồ chơi còn sang bên này nô đã được chơi chưa? Hả? Quá đẹp dài luôn. Mấy đứa con vẹn bên này con đốm muốn vào video thì đứng ra đằng sau. Nào, ra đây, đi đâu? Không, hộn thế. Đúng rồi. Đây. Đây. Đi bên này. Phải rồi. Ok, để nhìn thấy cái sự khủng long. Để nhìn thấy cái sự khủng long của con nô. Đợt này nô không có con nhưng mà nô, đợt này nô có cháu. Đấy là cháu gọi nô bằng ông rồi đấy, ông ngoại. Thay lông, rụng lông nhẹ. Con vẹn có thích lên video thì vào đây. Vẹn, ra đây chơi cùng. Chơi cùng với lại anh nô. Tình thương lắm. Nhà nuôi nhiều chó quá. Không phải làm nhiều việc, thành ra là ba người chăm là chúng nó không thốn tình thương. Bốn người chăm. Ui giời. Nano nếu mà với con chó con, còn với con chó to này thì cứ cám và chibi. Và nếu mà muốn tiết kiệm ấy thì đảo thêm một ít cơm vào. Tất nhiên là chó tây là nó không phù hợp với này việc ăn cơm nhiều đâu. Ăn tinh bột nhiều là nó không phù hợp. Nó phù hợp như nào thì mọi người nhìn cái tiêu hóa của nó, nhìn cái phân nó như thế nào, ở cái mức độ nào phân nó đẹp thì mọi người cho nó ăn ở mức độ đấy, pha ở mức độ đấy. Bởi vì nó tùy loại hạt, mỗi loại hạt cái mức chất của nó nhiều với ít khác nhau. Thành ra là đảo cơm hay là không đảo cơm cái đấy là tùy nha. Nhưng mà chúng ta sẽ điều tiết dựa vào cái tiêu hóa của con chó thực tế nó như thế nào. Chứ nó sẽ không có một cái bài chung được. Nhưng mà bình thường với các cái loại hạt như cái hạt mà mình dùng bây giờ thì có thể đảo cơm có thể là tối đa 50%, tối đa là với con rốt này là tối đa 30% cơm, 70% hạt, 30% cơm. Nếu mà đảo cơm thì là nó tiêu hóa tốt. Đấy là cái thực tế nó như thế. Còn nếu mà nhiều cơm hơn ấy, là nó tiêu hóa nó sẽ kém đi. Và con chó nó hay bị ợ hơi. Tức là nhiều cơm quá, nhiều tinh bột quá là con chó nó tiêu hóa là nó hay bị ợ hơi. Nó ợ hơi liên tục đấy. Hoặc là nó có thể mà nhiều cơm nữa thì có thể là cái dạ dày nó thừa một cái dịch gì đấy, nó bởi vì nó cái dạ dày của nó không phù hợp với này việc ăn tinh bột nhiều thì nó bị theo kiểu tình cảm, nó bị chớ ra. Nó chớ ra là do cái dịch ở trong dạ dày. Nó cũng không phải là gây bệnh gì đâu, nhưng mà nếu mà cho ăn mà không cân đối, không phù hợp với này cái đặc
trưng của từng giống chó như thế cho ăn theo kiểu như thế thì con chó nó bị mệt ở trong người, chứ nó cũng không có gì cả, nó bị mệt ở trong người. Gan thận của nó phải làm việc nhiều, mà gan thận của nó phải làm việc nhiều nó mệt ở trong người, con chó nó không thể khỏe được. Con chó nó không khỏe thì nó không thể đẹp được, mọi người hiểu này như. Còn nếu mà nó đẹp ấy, thì nó đẹp theo cái kiểu là gọi là nó lờ đờ thôi, nó không nhanh được. Con chó nó phải khỏe ở trong người ấy. Thì cái con chó cái kiểu vận động của nó, các cái biểu cảm của nó rất là nhanh. Vậy nó cảm, mình cảm giác nhìn con chó cảm giác của nó nhanh và nó khôn và nó nhanh nhẹn. Thì nếu mà con chó nó có mệt ở trong người ấy, thì dù lông nó có bóng này kia thì cảm giác con chó nó vẫn lờ đờ chứ nó không có nhanh được. Ở trong người nó mệt đẹp mã thôi. Muốn con chó mà nhìn nó nhanh mà nó khỏe nữa thì nó phải đẹp cả mã, mà nó phải đẹp cả ở trong người của nó nữa. Tức là các cái thứ của nó tiêu nhất, và cái quan trọng nhất là về cái đồ ăn của chúng nó, cái dinh dưỡng nó cân đối và nó phù hợp với từng giống chó. Như chó ta Mông Cổ Bắc Hà mình nuôi này, thì cái phần hạt bên này, phần cơm chúng nó có thể là đảo 50-50, 50 hạt 50 cơm, tức là mỗi thứ một nửa. Thậm chí có những cái giai đoạn có thể là đảo chỉ 30 hạt 70 cơm. Con chó nó vẫn ok. Ở con chó ta thì cái tiêu hóa của nó lại thích nghi với việc ăn nhiều tinh bột, nhưng mà với cái con chó tây, với cái giống rốt này mà nói thì nó không thích nghi được như thế đâu. Nó sẽ phát sinh đấy, như mình nói, nó hay bị ợ hơi, cho ăn hơi cái đảo cơm mà hơi nhiều một tí là nó sẽ ợ hơi, rồi nó tiêu hóa ra phân nó không có khuôn hẳn. Tiêu hóa tốt nhất của con chó là phân nó phải khuôn, khuôn mà nó phải khuôn đến cái mức mà đá vào phát là nó có lăn, nhưng nó lại không được khô. Đá nhẹ thì lăn, mà đá mạnh thì nát. Đấy. Nó phải đạt được cái mức độ, thế là mức độ gọi là chuẩn mực. Toàn ơi, cái lược mới mua đâu nhỉ? Nhé, cái lược mới mua đâu nhỉ, để anh chảy lông cho cái đầu của nó rụi rỡ, cái mặt mỏng quá, rụi đầu vào đất hả? Có phải không? Có phải nằm rụi đầu vào đất không? Mà sao lại cái mặt nó lại bắn này? Không lau rồi thôi, lau vào này, bùn đất nó lại ở dưới nó lại nảy lên này, ra màu xám xám này. Thế là nô, là tính ra là nô về đây, là nô về đây được sang năm thứ 3 rồi đấy. Về đây là coi như là về đây sang năm thứ 3 này, về từ tháng 11 2019. Bây giờ là 2022, cũng là đầu năm, thì nhưng coi như là bước sang năm thứ 3. Nè, thân liền phết dễ. Nè. Ngồi dậy anh xem ra nào, ngồi dậy sao nô cao ở đâu nào, ngồi lên, ngồi cơ, thế nằm ề ra vậy, nằm ề ra vậy hả? Được cái là người bọn này nó thơm, nó không có bị hôi, người nó cái mùi của nó thơm. Vào, nếu mà vào nhà mà nuôi con rốt chuẩn thì vào nhà gần như không biết là nhà nuôi chó. Nếu mà dựa vào mùi, nó không có mùi. Đây là nói là mùi cơ thể của nó nhé, chứ mình không nói là mùi tắm sữa tiếp gì đâu, bởi vì lâu lắm rồi có tắm cho chúng nó đâu. Mùa đông này là gần như là không có tắm táp gì cả. Con nào trừ phi con nào nghịch bẩn thì mới lau người, chờ mùa hè thì mới tắm. Quá đẹp dài luôn. Công nhận là nó quá đẹp dài luôn. Ngồi hắn dậy, thế là ngồi thẳng cái chân dậy xem. Thẳng cái chân dậy xem. Ngồi cứ nửa vời vậy.